Neo đưa hàng ngày càng trở nên phổ biến hiện nay, mẹ hổ béo cũng theo kịp xu hướng của thời đại, mọi công việc đều do người đứng đầu thực hiện, tôi có một người mẹ luôn theo kịp thời đại. Tại sao FAT Tiger luôn rơi nước mắt, trong khi mẹ tôi đang bán sản phẩm, hổ béo đang cố lẻn ra ngoài chơi bóng, ai biết mẹ tôi có mắt sau gáy. Tìm thấy nó ngay lập tức, FAT Tiger đã nhận được tiền qua nên không còn cách nào khác là phải giao hàng ngay lập tức. May mắn thay, còn có một người kém may mắn hơn, có thể làm lao động miễn phí cho FAT Tiger, đó là anh hùng của chúng tôi. Anh vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, tất cả hàng hóa đều nằm trong tay bạn. May mắn thay, Lan Béo lo lắng cho anh đã đến tìm anh. Những người cần giao hàng trải dài qua nhiều dãy nhà, tôi thực sự muốn Nobita giao nó từ từ bằng hai chân của mình, thậm chí đừng nghĩ đến việc mua truyện tranh này. Fatty Blue nhờ Nobita mang theo ba lô chuyển phát đa năng, trực tiếp đặt nguyên một hộp hàng hóa, không gian 4 triệu được đổ vào túi. Sau đó, anh ấy lấy ra chiếc xe đạp và mũ bảo hiểm phù hợp, Nobita không chỉ có thể cưỡi nó một cách ổn định, nó cũng đi kèm với một hệ thống định vị tự động. Nobita bay qua Siafu và Shizuka như một cơn gió, vẫy tay không lấy đi một đám mây. Đừng lo lắng nếu bạn khát hoặc đói, ba lô sẽ tự động cho bạn ăn đồ uống và đồ ăn nhẹ. Điều tuyệt vời nhất là bạn có thể giơ ô lên khi trời mưa. Bằng cách này, Dacian đã giao hàng thành công đến nhà khách. Hổ béo rất ngạc nhiên khi thấy Nobita giao hàng xong nhanh như vậy. Tôi càng chết lặng hơn khi nhìn thấy chiếc xe đạp có thể khiến Newton tức giận. Một ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu anh. Hổ béo chủ động cầu hôn mẹ, gửi thêm hàng để đổi lấy tiền qua, và rồi trở thành nữ hoàng phim truyền hình. Kể với bạn bè tôi trong nước mắt, cửa hàng của tôi gần như bị đàn áp đến mức không thể tồn tại được nữa. Xấu hổ đến mức ngay cả nam diễn viên từng đoạt giải Oscar cũng xem nó. Những người bạn tốt bụng quyết định giúp đỡ gia đình FAT Hu vượt qua khó khăn. Trước khi bắt đầu giao hàng, Béo Lan lần đầu tiên lấy gương máy chiếu ra. Hãy để FAT Tiger sử dụng nó để quảng cáo trên các tấm gương khắp thành phố, đẩy mạnh dịch vụ giao hàng tận nơi tại cửa hàng Gantian. Làn sóng chiến lược tiếp thị này khá thành công. Điện thoại của FAT Hu gần như reo lên. Hổ béo giả vờ đi giao hàng trước mặt mẹ. Thực tế là tôi đã ủy thác toàn bộ công việc cho bạn bè, sử dụng việc ghé thăm cửa hàng như một cái cớ để che đậy. Ở trong không gian rộng mở và câu cá một mình, những người bạn ra đi vui vẻ. Tôi vẫn không biết rằng mình đang bị đối xử như lao động rẻ mạt. Cố gắng hết sức để giao mọi đơn hàng cho FAT Tiger, nhưng con người có giới hạn. Ngay cả với bộ công cụ giao hàng này, tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng ngày càng có nhiều đơn hàng. Khi đi ngang qua một khoảng đất trống, tôi thấy đồ chơi nằm ngổn ngang trên mặt đất. Hổ béo đang trốn sau ống xi măng, trong khi ăn đồ ăn nhẹ. Tôi đang đếm các tài khoản bằng ngón tay. Tôi ước tôi có thể làm cạn kiệt tất cả bạn bè của tôi. Tuy nhiên tất cả điều này đã bị bạn bè bắt gặp. Tôi coi bạn như một người bạn, bạn coi tôi như lao động rẻ mạt. Sau khi đặt thiết bị xuống, ai cũng chán nhìn FAT Tiger nhiều lần. FAT Tiger cũng không chịu thua kém, phát hành lý lên xe và bắt đầu giao hàng. Lúc này mẹ hổ béo nhặt chiếc gương chiếu mà Lan Béo đánh rơi lên. Tôi vặn núm và đặt nó xuống. Bây giờ tác dụng của đạo cụ đã lan rộng khắp thế giới. Một tù trưởng đã nhìn thấy buổi phát sóng trực tiếp của mẹ hổ béo trong gương, không nói một lời. Tôi gọi món mực khô. FAT Tiger bất lực nhìn hệ thống tự động định vị sang bên kia biển, đưa anh vượt đại dương, đi đến tận Ả Rập Saudi, đi qua sa mạc Sahara. Hổ béo cảm thấy mình sắp bị khô thành mực, nhưng anh không thể dừng lại. Bên kia trưởng phòng cũng ngơ ngác, khi nào nó có thể được giao? Mọi người giúp FAT Tiger làm phép tính nhé. Tôi phải lo lắng mẹ tôi muốn bao nhiêu tiền qua cho chuyến đi này. Dòng chữ bí ẩn xuất hiện trên mặt nước, nội dung đó quả thực khiến mặt hổ béo đỏ bừng. Ai dũng cảm đến thế? Sao dám động đến đầu hổ béo? Ngay khi cánh cửa mở ra, ngay cả người chồng giàu có cũng bị sốc. Các loại cá biển sâu, bạn có thể xem nó từ đài quan sát, chỉ giống như một giấc mơ, để đưa sự đố kỵ, ghen tị và hận thù lên đến đỉnh điểm. Tôi cũng đã đăng một video về cuộc chạm trán gần gũi với cá heo, nhưng người chồng đột nhiên đổi chủ đề. Xem thêm những video như thế này có ích gì? Trẻ em nhà nghèo không có điều kiện đi học, bạn có thể chỉ là phàm nhân trong suốt quãng đời còn lại của mình cũng không sao. Làn sóng hận thù này của chồng tôi thực sự đầy hận thù, nhưng cậu lại quên mất rằng Nobita và Lan Béo. Trước sự mong đợi của mọi người, Nobita đã về nhà, nhưng gã béo xanh vẫy cái đuôi đỏ. Nó cho thấy Fatty Blue đang có tâm trạng không tốt, nhưng anh trai Sion của chúng tôi đã nhìn thấy thế giới rộng lớn. Bắt đầu trực tiếp, lần lượt lấy ra chất đông tụ âm thanh, thu nhỏ ánh sáng, ao câu cá trong nhà, từng câu tự động, nhưng không có cửa tùy ý. Nobita đút thẳng vào túi, anh ta được Fatty Lan trực tiếp đưa ra khỏi Ellie. Túi của tôi gần như sắp nổ tung. Suy nghĩ xanh béo, Nobita muốn dùng những đạo cụ này để làm một bể cá mini. Anh ấy không có ý đó. Hai người quyết định xây một bể cá khiến chồng ghen tị và ghen tị. Fatty Blue đã được đưa vào tâm hồn anh. Con cá lớn vừa lôi Lan Béo đi mất. May mắn thay, đó là một anh chàng béo xanh biết bơi, nhưng túi sẽ bị ảnh hưởng, chứa đầy nước biển. Chỉ cần đặt nó sang một bên để nguội. Fatty Blue quyết định thay đổi cách tiếp cận của mình, sử dụng đèn co lại để làm cá nhỏ hơn. Sau đó treo lưới đánh cá trên tàu ngầm. Bây giờ chúng tôi chỉ chờ đợi những con cá sẵn sàng cắn câu. Hổ béo nóng lòng muốn đến nhà Nobita. Tàu ngầm đã trở lại, mang theo một túi đầy cá. Béo Lan đổ cá vào bể cá, sau đó làm cho tàu ngầm lớn hơn. Cả hai lao vào đó. Béo Lan ra lệnh, hướng tới độ sâu của bể cá, nhìn hàng ngàn con cá lang thang khắp nơi. Nobita nghĩ thế cũng đủ khiến chồng ghen tị và ghen tị. Bỗng từ xa xuất hiện một bóng dáng to lớn, đó là một con cá voi. Chuyện này hiếm lắm. Nobita chuẩn bị chụp lại khoảnh khắc kỳ diệu, nhưng cá voi chỉ muốn dùng chúng làm thức ăn. Cả hai được chụp ảnh trên kính, cần điều khiển cũng thất bại. Hai người giận nhau suốt chặng đường vào bể cá, cuối cùng cũng hạ cánh sau 10 phút. Bắt đầu chiếu sáng, tốc độ tay của Fatty Blue thật đáng kinh ngạc. Thực
sự đã được chụp ảnh. FAT Blue dường như đã đến một thế giới mới, chỉ đủ kiểu vỗ, 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 nhưng bây giờ là lúc để chụp ảnh. Party Blue hiếm khi mở rộng ngón tay út của mình, không có cửa à. Nhưng nó rất thú vị, tôi quên túi ở nhà. Nobita không biết bơi, mơ ước được cứu mình bằng cách bơi lội, nhưng nơi này giống như biển sâu, Nobita sẽ bị áp lực nước đè nát thành cặn bã. Lúc này mẹ tôi mang dưa hấu tới, Nobita tưởng như đã nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hét lên tuyệt vọng, nhưng giọng nói nhỏ quá. Dacian đã có một ý tưởng, lấy ra chất đông tụ âm thanh, không nói một từ, vừa có một giọng nói vang lên, kết quả là anh ta đã bị bật lại và gần như bị đuổi đi trước. Fatty Blue mở kênh, hãy để Nobita làm lại lần nữa. Mẹ để ý lần này, nhưng giây tiếp theo, mẹ tức giận và chìm xuống bể bơi. Anh tức giận quay người lại và đóng sầm cửa lại. Tai nạn này thật là bất ngờ. May mắn thay, Shizuka và FAT Tiger đều ở đây. Nghe thấy hai giọng nói, Nobita nhìn thấy hy vọng. Một giọng nói khác, Shizuka nhận thấy dòng chữ viết trên mặt nước, nhưng thứ tự bị sai, người bình thường hoàn toàn không thể hiểu được. Hổ béo đọc truyện tranh khi nằm, điều này khiến Nobita tức giận. Chỉ là những lời nói dí dỏm, kỹ độc gì, răng sau không biết xấu hổ. Lần này đơn hàng không bị lỗi, màu sắc cũng được chia theo lời nói. Hổ béo không phải là ninja, trở thành một con khỉ đột hung bạo, nhúng bể cá vào bể bơi. Bây giờ hai người họ cuối cùng đã được cứu. Vậy bạn bè sẽ dùng từ nào khác để miêu tả FAT Tiger? Trò chơi bực gần đây mang đến cho mọi người những kỷ niệm về trò chơi tuổi thơ. Vậy các bạn thích chơi game gì nhất? Nobita không nộp bài tập suốt một tuần, những cuộc điện thoại đã được thực hiện tới nhà tôi. Vội vã về nhà, bị bóng chạy đánh trên đường. Bạn có thể gặp được tu hoàng FAT Tiger không? Nạn nhân cũng phải trở thành thủ phạm. Nobita, người đàn ông đích thực mang dòng máu sắt, một bàn thắng đã được gửi đến Senchenjia. Chúa giận quá nên nổi cơn thịnh nộ. Những người bạn không còn cách nào khác là phải bắt được thủ phạm, cho dù phía sau có sói, hổ, báo. Nobita vẫn trốn thoát được. Hổ béo làm sao chịu nổi khi có người bỏ chạy ngay trước mũi mình? Trực tiếp dùng 10 truyện tranh của Siafu để trao thưởng bắt người. Mẹ tôi ở nhà cũng dần trở thành bà hoàng. Fatty Blue không còn cách nào khác là phải lấy quả bóng tuần tra ra. Tôi cần gửi tin nhắn trước cho Nobita. Bóng tuần tra tới đồi sau, tôi tìm thấy Nobita dưới chiếc áo ngàn năm tuổi, có chó rừng, hổ và báo trong thị trấn. Trong nhà còn có mẫu hậu. Tôi muốn về nhà bằng bất cứ cánh cửa nào, nhưng cửa nào cũng cần bảo trì định kỳ. Lang béo không còn cách nào khác đành phải lấy nó ra lần nữa. Bản đồ lộ trình và đảo ngược chướng ngại vật. Nếu bạn quyết định làm điều đó, hãy làm nó thật lớn. Đầu tiên hãy bố trí bản đồ, sau đó đánh dấu vị trí của Nobita và kẻ địch trên bản đồ. Béo Lang liếc nhìn sang một bên, mọi người đều bị sốc. Nobita đang gây thù chốt quán khắp thành phố. Nobita vừa trốn thoát khỏi ngọn núi phía sau, kẻ thù xuất hiện trên bản đồ, làm theo hướng dẫn của Béo Lang, vừa thoát khỏi nanh vuốt của Haru. Fatty Blue tiếp tục chỉ đạo, nhưng kẻ thù lại xuất hiện và nó vẫn tấn công từ cả phía trước và phía sau. Nobita chỉ làm được một hầm, thu hoạch thành công kẻ thù mới. Béo Xanh bị sốc, thật là may mắn, thấy quân địch đuổi theo phía sau. Fatty Blue không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những chiêu thức lớn hơn của mình, lấy ra thiết bị dừng cờ, cây gậy rơi. Tôi vừa mới chết được 3 mạng, không ngờ anh chàng mập xanh lại có vẻ ngoài dễ thương, làm thế nào anh ta có thể tấn công mạnh mẽ như vậy? Hổ béo lo không bắt được Nobita, tôi cần phải đánh mạnh vào bạn bè của mình, nhưng người chồng đã tìm được người trợ giúp bí ẩn, ăn vặt và ra lệnh cho con. Nhưng chuyện lớn đã xảy ra sau một ngụm trà sữa. Quân cờ chạy nhanh hơn con gián. Hóa ra người trợ giúp mà tôi đang tìm kiếm là người của bộ phận điền kinh. Tôi đã tìm thấy Nobita trong vài phút. Nobita chạy sang bên phải theo chỉ dẫn của Lang béo. Không ngờ hóa ra lại là một con rùa nằm trong hũ. Làm sao mà anh chàng béo xanh này lại có tâm trạng uống trà chiều? Nhưng phải có đường lên núi bằng ô tô. Câu lạc bộ điền kinh thực sự đã chứng kiến Nobita trượt vào khoảng trống. May mà Nobita gầy hơn. Nếu Fatty Blue ở đó, anh ấy sẽ phải bay lên từ chỗ cũ. Nhưng lối ra là ngõ cụt. Nhưng Lang béo lại bảo Nobita trốn vào nhà kho, chờ bộ môn điền kinh đến. Tôi thực sự đã tìm thấy đôi giày trị giá 300 lạng bạc ở đây. Đợi bộ môn điền kinh vào kho. Sau đó tôi mới nhận ra rằng đây thực sự là một trò lừa đảo trong một trò lừa đảo. Cánh cửa được đóng. Nobita là một người đàn ông tốt khác, ngay cả bộ phận điền kinh cũng thất bại. Hổ béo chỉ muốn đập chồng tôi cho đến khi toàn thân tan nát. Phần thưởng cao, câu lạc bộ thể dục lại được triệu tập. Nhưng chủ nhân thực sự nghĩ rằng phần thưởng quá thấp, FAT Tiger sẽ tăng giá bằng mọi cách, đi thẳng đến phá sản. Dù sao thì tôi cũng phải trả số tiền này. Xanh béo vẫn đang chỉ huy Nobita. Một quân cờ xuất hiện trong tư thế quyến rũ. Nobita bối rối, một nghệ sĩ đu dây bị ngã trên đầu. Tôi chạy lại và gặp lại chiếc máy lăn cơ thể người. Con đường phía trước cũng bị chặn. Nobita chỉ có thể quay đầu bỏ chạy lần nữa. Không ngờ vẻ ngoài của người thứ ba còn ngầu hơn. Sắp bị biến dạng, Nobita xà xuống, theo sau là một bước, nhưng không có lối thoát. Fatty Blue chỉ có thể chuyển sang màu đen trở lại. Một làn sóng của cây gậy gửi đi bộ phận điền kinh, nhưng bộ môn thể dục rất nhanh nhẹn và khó đề phòng. Lang béo hoảng hốt, hắn hoảng sợ. Nobita cũng trốn vào tòa nhà, ngồi chờ bắt rùa vào hũ. Dù có khó khăn, mệt mỏi đến mấy cũng không thể khiến mình khổ sở. Dù thế nào cũng phải đi thang máy. Ngay lúc câu lạc bộ thể dục đến, thang máy cuối cùng cũng di chuyển. Nhưng ngay cả khi bạn đi thang máy, Nobita vẫn bị đẩy vào ngõ cụt. Bản đồ mở rộng Blue Fatty, nó thực sự đã khiến Nobita nhảy khỏi tòa nhà. Có lẽ tôi sẽ lao vào biến chiếc xe đạp của mình thành một chiếc mô tô. Nobita nhảy. Tôi thực sự đã trải nghiệm niềm vui nhảy nhót hạnh phúc nhất ở độ tuổi của mình. Tôi tưởng tôi sẽ trốn thoát, không ngờ công việc của khoa thể dục còn tốt hơn. Sau đó một bàn tay xuất hiện, Nobita đã lưu chồng đẩy vali cao cấp nhập từ Pháp. Thực sự có một người ở bên trong. Để không bị phá sản, người chồng thành lập liên minh tạm thời với Nobita. Nhìn thấy nhà đang ở phía trước, hiện tượng bất ngờ có thể xuất hiện trên bản đồ. Nobita thăm dò đầu cậu, hổ béo cũng thò đầu vào. Đối mặt với sự chênh lệch về sức mạnh, liên minh tạm thời bị giải tán ngay tại chỗ. FAT Tiger sắp giết người bằng nắm đấm của mình. Không ngờ hổ mẹ lại như thần giáng xuống lôi con hổ béo đi. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, chỉ cần nhìn vào bản đồ, nhà có hai trùng cuối. Nobita và cả ba
đang chơi một trò chơi. Rõ ràng là vừa thua trò chơi, nhưng giây tiếp theo, mọi người đều mặc quần áo kỳ lạ, trở thành một đoàn tàu hình người. Học sinh đứng đầu bên kia muốn mời Shizuka đi du lịch Okinawa, nhưng giây tiếp theo, anh cũng mặc một bộ quần áo kỳ lạ, và điều kỳ lạ này cuối cùng đã chỉ ra gia đình Nobita, bởi vì việc này là do Lan Béo lên kế hoạch. Trò chơi vòng quanh Nhật Bản, đây là sản phẩm được ưa chuộng để vui chơi và du lịch trong tương lai. Hành động còn tệ hơn sự phấn khích, Lan Béo giành được tấm vé của Nobita. Mọi người đều đã đi qua trò chơi, điểm xuất phát là tháp Tokyo, biểu tượng của Tokyo, luật chơi là ném xúc sắc, điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Đội đầu tiên hoàn thành việc check-in ở Hokkaido và Okinawa sẽ là đội chiến thắng. Nhưng tại sao Shizuka lại muốn ghép đôi với một học sinh đứng đầu? Học sinh đứng đầu ném 6 điểm, nhiệm vụ tái chế xúc sắc được hoàn thành bởi Domain Mini. Sau đó trò chơi chính thức bắt đầu, nhóm Shizuka dẫn đầu, và nơi họ đến, đó là đền Nippon Tosugu ở tỉnh Kokiki. Nơi này nổi tiếng với món bánh bao chiên. Chứng kiến ngoại tình giữa thanh niên Bạch Nhật, Nobita chỉ trách mình lên nhầm xe. Lần này đến lượt hai chồng hổ, FAT Tiger ném 5 điểm và hai Ancien cán được số 4. Đối với Tôn Cát, một điểm cảm ơn, giá một điểm là người đó đã chuyển đi nhưng vẫn ở Tokyo. Hai chồng hổ vượt đại dương đến đảo Sado ở tỉnh Niigata. Tôi không ngờ đây là hòn đảo không có người ở. Mặt khác, nhóm của Yasun thực sự đã lên một tầm cao mới. Người chồng cảm thấy việc di chuyển là không công bằng, nhưng chỉ cần bạn lăn được 4 điểm trở lên là bạn cũng có thể cưỡi lên nó. Mặc dù FAT Tiger ném 6 điểm, nhưng thói quen chơi game rất sâu sắc. Tôi tưởng mình có thể đến Hokkaido chỉ trong một lần, không ngờ phương tiện di chuyển lại là bồn tắm. Lúc này nhóm Shizuka đã đến tỉnh Biaji. Đây là hồ Ginga lớn nhất Nhật Bản. Nó đơn giản là một nơi phải lựa chọn để học tập. Lúc này Nobita đã âm thầm vượt xe, bởi vì chúng ta phải giữ phẩm giá của một người đàn ông. Bên kia, nhóm Yasu đến Hokkaido trước, đã hoàn thành lần đăng ký đầu tiên. Nobita cũng không kém cạnh. Người thứ hai đã đến Hokkaido. Chúng tôi cũng ăn cua hoàng đế đắt tiền. Mặc dù nhóm của Ancien đang dẫn đầu, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Cả hai đã gặp thần dịch hạch. Chỉ một động tác, hãy để hai người họ trở lại như cũ. Tôi đoán là tôi sẽ không thể trở lại đúng hướng trong một thời gian. Và FAT Tiger đã dựa vào cánh tay của mình để buộc phải sử dụng bồn tắm. Đến Hokkaido, nơi đầu tiên phải check-in. Nhìn Nobita ăn uống, hổ béo chỉ muốn chiếm lấy cho riêng mình. Không ngờ người chồng lại tung xúc sắc. FAT Tiger cuối cùng thậm chí còn không cắn một miếng. Điểm dừng chân tiếp theo của nhóm Tôn Cát là con đập ở tỉnh Toyama, và nhóm Shizuka cũng vừa chụp xong ảnh trẻ em ở tỉnh Hyogo. Không ngờ lần này bộ đôi chồng hổ lại bị lật úp, cần quay lại ba khoảng trắng. Tất nhiên, chồng tôi phải gánh vác trách nhiệm này. Nhóm Shizuka lại đến cùng các tỉnh Totori, một địa điểm hẹn hò khác. Dù bộ đôi hổ chồng có lùi lại ba ô vuông, nhưng tôi được hưởng lợi là có thể đổi hành khách. Chồng không nói gì. Hãy để sinh viên hàng đầu trải nghiệm niềm vui khi có một người đàn ông trên đầu một người đàn ông. Khi Siafu có được Shizuka, anh ấy cũng có được thần bệnh dịch. Shizuka trực tiếp bị bắt cóc. Patty Blue bảo Nobita đừng lo lắng, bởi vì trong giây tiếp theo, con tề hương đã biến thành công chúa. FAT Tiger đi theo học sinh đứng đầu và cho rằng mình chắc chắn có thể giành được vị trí đầu tiên. Lần này họ đến tỉnh Okama, nơi nổi tiếng với món cua. Vừa nghe đến đồ ăn, hổ béo liền không tự chủ được. Nhưng khi bạn lấy được con cua, hổ béo không dám nói nữa. Đây là loài động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Nếu FAT Tiger ăn nó chỉ bằng một miếng, anh ta sẽ bị nhốt vài năm. Nobita cuối cùng cũng có được Shizuka. Chúng tôi cũng đến thăm tỉnh Em, nơi nổi tiếng với suối nước nóng. Nhưng Nobita không quan tâm đến nhà tắm công cộng. Tất cả những gì tôi muốn làm là đi đến công viên giải trí. Nhưng Nobita đã không ném được 5 điểm. Nhưng sau đó chúng tôi đến Yufun, nơi cũng nổi tiếng với suối nước nóng. Nhưng Nobita đã không cho Shizuka một cơ hội. Lại đến thánh địa suối nước nóng Beppu. Lần này Shizuka thực sự tức giận. Thần bệnh dịch ban đầu muốn trở thành trưởng lão của mặt trăng, nhưng Nobita lại rất bối rối về phong cách. Thần dịch hạch không còn cách nào khác đành phải trả Lan Béo cho Nobita. Lúc này Nobita đã tới Okinawa. FAT Tiger không muốn thua trò chơi, nhưng học sinh đứng đầu lại là một kẻ ngốc định hướng. Đội Tôn Cát và đội chồng đến Okinawa cùng lúc. Hè đến rồi ai cũng muốn xuống nước vui chơi, nhưng đúng lúc này đội Subeba cũng đã đến. Hóa ra học sinh giỏi nhất không phải là kẻ ngốc. Thay vào đó, tôi chọn chế độ máy bay nhanh hơn. Hổ béo vẫn chưa quên mối ác cảm với việc thay đổi đội của chồng. Mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại tổ hợp ban đầu. Chồng tôi sẽ dùng cuộc thi này để quyết định ai sẽ là người giúp việc gia đình trong một tháng. Thật tình cờ, Lan Béo cũng muốn trả thù việc vừa rồi bị gọi là kẻ hư. Trận chiến không thúc súng bắt đầu. Mọi người đang vượt qua những ngọn núi và rặng núi, trải qua 99-81 khó khăn. Nobita cuối cùng cũng trở về Tokyo trước. Nhưng một điểm cuối cùng, hãy để Nobita bị tiểu hổ trói lại. Nobita chỉ cần ném thêm 2 điểm nữa là có thể giành chiến thắng. Mặc dù số 5 đã được tung ra, nhưng nếu không dừng lại vừa phải, bạn sẽ không thể về đích. Chồng ném 4 điểm cũng đã vượt qua phần cuối. Hai nhóm thành viên liên tục chạy tới chạy lui về đích. FAT Tiger làm nên điều kỳ diệu với sức mạnh phi thường. 2 điểm lăn, hãy để hai người họ về đích trước, và Nobita cũng sẽ trở thành nô lệ trong nhà. Tôi tưởng mình đã đánh mất số phận của mình, không ngờ chủ nhà lại gây bất ngờ lớn. Tổng cộng có 65 vòng để chạy, mọi người đều bị sốc. Vậy các bạn có muốn trải nghiệm loại game này không? Béo xanh vừa chụp ảnh TV, tôi đã có đôi chân dài rồi, chụp thêm một tấm nữa. Hóa ra là đóng vai chính, tin lớn, Tiểu Phúc sẽ xuất hiện trong The I Boy. Đây là bộ phim đình đám có thể so sánh với The Beijing. Không chỉ Shikam Chan, cũng có sự tham gia của Shikam Kun. Chỉ 3 từ để đánh giá nó, đó là một cái tên quen thuộc. Siafu nói rằng anh ấy không muốn xuất hiện trong vai diễn này, nhưng ông không chịu nổi nên đã đến thăm nhà tranh 3 lần để cầu xin. Tôi phải bất đắc dĩ đóng một vai phụ nhỏ để đối phó với đạo diễn. Điều này đúng hay sai, chồng tôi cũng không quên mời mọi người đến xem, nhưng cũng đừng quên cay đắng. Nếu không ghen tị cũng không sao. Bạn có giận dữ lắm không? Không phải chỉ là vai phụ thôi, có gì mà kiêu ngạo như vậy? Đó là những gì nó nói, nhưng Nobita vẫn ghen tị. Suy cho cùng, Nobita chính là chú chó liếm trung thành của Shikam-chan. Đây là lý do tại sao hoa văn của Dacian quá nhỏ. Lan Béo nghĩ Nobita giỏi nên có thể làm diễn viên chính, bởi vì Fatty Blue đã hành động rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm này, má hồng hồng này. Không chỉ có vậy, Fatty Blue cũng có thể xử lý các phong cách khác. Nobita bị sốc, điều này là nhờ vào trở thành cổ máy nhân vật chính. Chỉ cần bạn sử dụng nó, bạn sẽ luôn là nhân vật chính. Cho dù đó là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng hay một bộ phim truyền hình ăn khách, Nobita cũng muốn ăn dưa của chính mình. Tiếc là Nobita đã lấy nhầm sách, Lan Béo đành phải lấy ra thêm 2 cuốn sách nữa. Bạn thực sự không
không coi Nobita như một con người, vì Nobita không hài lòng. Vậy hãy thử xem một chương trình truyền hình, ví dụ như vở kịch này, Bác sĩ Béo Xanh. Một ví dụ khác là vở kịch này, Domain của Kesuin. Nobita cũng muốn làm nhân vật chính, nhưng Nobita không đi theo con đường thông thường, chọn biến mình thành nhân vật chính của một tài liệu giảng dạy tiêu cực. Nếu muốn phá bẫy chồng tôi giăng ra, chúng ta cần sử dụng đạo cụ khi Shikamu Boy bắt đầu phát sóng. Bằng cách này, Nobita có thể giành lại chiến thắng. Dù mọi người đều đến nhà chồng tôi, nhưng họ đều nhớ những lời cay nghiệt của chồng tôi ngày nào. Không ngờ người chồng lại dùng chiêu cuối. Thực ra tôi đã chuẩn bị rất nhiều chữ ký. Vở kịch cuối cùng cũng bắt đầu. Cú sút xa 3m của Shikam-chan, nhưng đã bị chặn bởi tia laser. Mặc dù Shikam-chan đã được cứu, nhưng một con tàu vũ trụ xuất hiện trên bầu trời để xâm chiếm trái đất, và chồng tôi sắp xuất hiện, tìm một kẻ ngốc giữa hàng trăm người. Dù sao thì tôi cũng không tìm thấy nó. Chồng thổi kèn nhiều rồi thành con đĩ. Nếu mọi người không cười, bạn còn chờ gì nữa? Giờ là lúc Nobita xuất hiện. Shikam-chan bị thương nặng, ngay khi con tàu vũ trụ sắp đến gần, siêu nhân Nobita xuất hiện. Mọi người đều bị sốc. Tôi thấy người anh hùng vĩ đại đến theo gió, phá hủy tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Nobita đáp lại lời nói của Xiao không thay đổi. Đạo diễn mời tôi diễn và tôi không thể từ chối. Tin tiếp theo sẽ thú vị hơn. Nobita không chỉ tham gia thế vận hội, anh ta cũng thực hiện kỹ năng kỳ diệu là ngủ ngay lập tức trên không trung. Vì Nobita ăn một mình, Hổ Béo không chịu nổi nữa. Hãy dùng nắm đấm của bạn để Nobita có được cho mình một nhân vật chính. Nếu cậu dám từ chối, tôi sẽ đánh Nobita như đánh chó. Không ngờ chồng tôi chuyển kênh liền một lúc. Mặc dù Nobita đã thỏa mãn ước muốn trở thành nhân vật chính của FAT Tiger, thật đáng tiếc khi tôi đã trở thành một con đười ươi trong sở thú. Vậy FAT Tiger có hài lòng với nhân vật chính này không? Bàn ghế cao cấp nhất phải hội tụ sự khéo léo, đồng thời xem xét hình dáng cơ thể của người khác. Và những bộ bàn ghế khiến chồng tôi tự hào, tôi không ngờ rằng nó thực sự là do bố chồng tôi làm ra. Tôi không sợ nhà chồng giàu, tôi sợ người giàu cũng có thể làm đồ thủ công. Thật khoe khoang, các bạn của tôi ơi, tôi chán ngấy việc nghe điều này rồi. Nhưng mọi chuyện không kết thúc ở đó. Thổi xong bố ơi, tôi cũng muốn khoe về những dụng cụ cao cấp sản xuất tại Đức mà bố tôi có. Định vị laser chính xác, siêu năng lượng có thể sạc lại. Thật không quan tâm đến sự khoe khoang của người khác. Bạn bè tôi đã chọn rời đi đúng lúc. So sánh người này với người khác thật khó chịu. Nhưng bạn không thể chọn ngày sinh của mình. Nhưng chắc ông bố yêu con trai của họ. Bố Xion cũng muốn đóng bàn ghế cho Nobita. Mặc dù Nobita đã cảm động, không ngờ bố tôi không chỉ kém cỏi về mặt kỹ thuật, các dụng cụ vẫn cũ và rỉ sét. Nobita vô cùng thất vọng. Bố đã dùng hết sức lực, dụng cụ bị hỏng. Bố muốn đổ lỗi cho cụ để thỏa mãn tình yêu của người cha dành cho con trai mình. Lan Béo lấy ra thuốc thợ mộc, chỉ cần con uống là bố sẽ có ngón tay vàng. Chàng Xanh Béo nhấc một tấm ván gỗ lên. Tôi muốn bố tôi dùng đôi tay trần của mình như một cái cưa. Không ngờ lại thực sự có thể. Sắc nét như sản xuất tại Trung Quốc. Với đôi tay này, bàn ghế của Nobita không phải là chuyện vài phút, nhưng bố đã vượt qua được và cắt đầu ông ấy. Bố không còn cách nào khác là phải mua nó từ nhà kho, di dời khúc gỗ trũng 82 tuổi ra ngoài. Số gỗ này được chính Nobita đưa từ biển về, dùng nó làm bàn làm việc cũng có ý nghĩa đặc biệt. Bố đã sẵn sàng để đi. Đầu tiên, bạn dùng tay đóng đinh để phá bỏ những khoảng trống, sau đó bẻ gỗ. Bố đã làm rất tốt. Nobita đã cổ vũ cậu từ bên lề. Nhìn vào một thành phẩm thiết kế retro như vậy, Nobita cảm thấy mình đã lấy lại được thể diện và những công việc thủ công trên bàn làm việc. Nó đầy ắp những kỷ niệm của những năm đó. Với kiệt tác này, Nobita cảm thấy mình chắc chắn đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Siafu. Nếu không có gì xảy ra thì sẽ có tai nạn. Cha của Siafu trực tiếp xây dựng một lò pin, chỉ có nhà chồng mới làm được việc lớn như vậy. Suy cho cùng, thú cưng cũng là thành viên trong gia đình, nhưng pin không chỉ sang trọng ở bề ngoài, chỉ cần tắt đèn, nó trở thành bầu trời đầy sao của vũ trụ. Cảnh này đang được so sánh, không chỉ được dựng thành phim và để Nobita mang về nhà chọc giận bố. Nobita đang bàn biện pháp đối phó với bố, mẹ ở đây để được giúp đỡ. Cửa tủ bếp bị hỏng, Nobita muốn nhân cơ hội này để thực hiện một cuộc cải tạo lớn. Mẹ nghĩ nó hơi cường điệu, nhưng Lan Béo đã lấy lọ thuốc thợ mộc ra, cảm hứng thiết kế đến từ các tạp chí nội thất. Bố quyết định làm những bộ phận ngoài sân trước, sau đó lắp ráp nó trong nhà bếp, nhìn khá chuyên nghiệp. Bố nhấp một ngụm thuốc, nhưng chỉ mới bắt đầu, bố bị đau lưng và chuột rút ở chân. Lan Béo dạy bố một số mẹo, bàn tay bố trực tiếp trở thành động cơ điện. Nobita tưởng bây giờ bố đã ổn định, nhưng bố lại gặp rắc rối và thậm chí còn cưa cả bàn. Chồng bên kia muốn khoe với nhà Nobita, trực tiếp lấp đầy hận thù, muốn dùng công cụ mới để khiến Nobita bỏ cuộc so sánh. Bố Nobita nhìn thấy ba lỗ trên bảng, và những cái hố này đều có những bí ẩn, chỉ cần đưa vào ánh sáng, nó trở thành một chiếc bàn phát sáng. Lúc này người chồng đã đến chiến trường, và bố chồng tôi đang cầm trên tay công cụ mới nhất. Anh không hề biết rằng bàn tay của bố Xion giờ đây đã có thể hàn được. Nhìn một gia đình phản khoa học như vậy, người chồng cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn, chọn chạy trốn và chiến đấu vào một ngày khác. Việc sửa sang nhà bếp cuối cùng đã hoàn thành, toàn bộ khán giả đang cuồng nhiệt. Mẹ chợt cảm thấy đôi vợ chồng già cũng như vợ chồng mới cưới. Đổi lại tối nay mẹ tôi sẽ là người nấu ăn. Nobita muốn chọc giận chồng, nhưng chồng lại nói anh có một chàng trai quyền lực hơn. Nobita không còn cách nào khác đành phải đưa bố đi thách đấu, nhưng bố chỉ muốn đi lấy kinh Phật. Nhà chồng tôi giàu thật, lại có cả máy xúc nữa, và muốn tạo ra một suối nước nóng theo phong cách nhiệt đới trong sân. Bố Xion đi thẳng lên và thổi xì hơi cầu vồng. Bố chồng tôi cũng nhân cơ hội này khoe chiếc máy xúc tuyệt vời này, nhưng bố chồng tôi chưa bao giờ đến Lan Hương. Tôi tưởng anh ấy là vua, không ngờ nó lại là đồng. Chúng tôi ngay lập tức bắt đầu phá dỡ ngôi nhà. Cha của người chồng bé nhỏ cuối cùng cũng sống sót, nhưng biệt thự lớn lại biến thành ngôi nhà thô sơ để giúp Siafu xây dựng lại tổ ấm của mình. Mọi người quyết định cùng nhau hợp tác. Lan Béo lấy ra thuốc thợ mộc, năm Ultraman xuất hiện. Hai bà nội trợ ở phía bên kia đang đi mua sắm về. Mẹ vợ trẻ cũng không quên khoe khoảng sân sắp được cải tạo, và năm chàng Nobita đang sử dụng siêu năng lực của mình. Một dự án lớn đang diễn ra. Chờ vợ về, mọi người đều bị sốc. Biệt thự lớn trực tiếp trở thành một lâu đài lớn. Phải làm gì nếu nhà quá bừa bộn? Đừng sợ, chỉ cần sử dụng nó. Xem nhanh các vật dụng trong nhà bạn. Rồi sao? Bạn đang chờ đợi điều gì? Hãy nhanh tay like, theo dõi và đọc tiếp nhé. Nhà này bừa bộn quá. Cửa kho mở ra, mẹ bị ép vào núi ngủ chỉ sơn. Cửa tủ mở ra, bố cũng rơi vào bẫy.
tôi thích ăn, uống và vui chơi. Ngay khi mẹ mở cửa, Nobita lại bị đuổi ngay tại chỗ. Căn phòng thật bừa bộn, nó có phải là nơi sinh sống của con người không? Nhưng Nobita muốn tìm sự bình yên trong sự hỗn loạn. Nhưng khi tôi nói điều này trước mặt mẹ tôi, Nobita, tôi nghi ngờ bạn đang yêu cầu sự thiển cận. Lan béo thuyết phục Nobita dọn dẹp mọi thứ, nhưng Nobita chỉ muốn vui chơi đúng lúc. Điều đó thực sự khó khăn đối với cậu bé mập xanh chân ngắn. Chính xác thì phòng sạch là gì? Tôi phải hỏi chồng tôi chuyện này. Vì phòng anh trống, nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Có một cảnh khác trong tủ. Vì sự chia ly đang phổ biến gần đây, thúc đẩy rằng cái mới không nên đến và cái cũ không nên đi. Những thứ dư thừa đã bị vứt bỏ từ lâu. Đại Hùng cũng muốn đến giải tán sự chia ly, nhưng Lan béo lại chiếm tủ chứa đồ. Tổ của tôi đang bị nhắm tới, làm sao Fatty Blue có thể chịu đựng được? Tham gia chương trình TV Úc Show House, giúp Nobita sắp xếp đồ đạc. Đầu tiên viết về phòng của Nobita, sau đó tiến một bước lớn. Con mèo bị nhà ăn thịt, không ngờ trong phòng lại có một cái hang. Đồ vật trong phòng được phân loại theo chủng loại. Những thứ bạn không cần sẽ rõ ràng trong nháy mắt, chỉ cần đặt nó vào giỏ hàng bị bỏ rơi. Đầu tiên chúng tôi đến khu đồ dùng học tập. Bút chì tuy ngắn nhưng vẫn dùng được. Mặc dù có rất nhiều cao su, nhưng càng đông càng vui. Còn những tờ giấy không điểm treo đầy trên tường thì phải vứt đi. Đối với tất cũ, Nobita cho rằng chỉ những người có gu thẩm mỹ mới được gọi là đàn ông đích thực. Xanh béo muốn vứt con vịt nhỏ màu vàng đi, nhưng Nobita chỉ xem truyện tranh. Suy cho cùng, đây là kho báu của riêng bạn, nhưng một con ruồi trong thuốc mỡ. Hai truyện tranh được FAT Tiger mượn, nhưng làm sao FAT Tiger có thể thừa nhận công lao của mình một cách dễ dàng như vậy? Nobita không nói nhiều lời tàn nhẫn, đi thẳng vào phòng FAT Tiger. Căn phòng chứa đầy chiến lợi phẩm của FAT Tiger. Nobita thật may mắn đã thu thập truyện tranh thành công. Sau một thời gian dài bận rộn, Nobita không những không vứt nó đi mà còn kiếm thêm hai cuốn truyện tranh. Nobita quyết định tấn công bố mẹ trước. Nhà Nobita có thể mở siêu thị. Béo xanh đang đẩy xe. Tôi muốn bố mẹ tôi làm gương tốt cho Nobita. Mẹ muốn vứt chiếc quần đùi của bố đi, nhưng bố lại muốn vứt quần áo của mẹ đi. Mua ba cái cùng kiểu, hoặc là kẻ thua cuộc hoặc kẻ thua cuộc. Nhưng thân thể của ta bỗng nhiên béo gầy, ta không nghe lời ngươi. Vì vậy, bạn không thể vứt bỏ cả ba túi mua sắm các loại. Đó là thứ mẹ tôi dùng để hỗ trợ cảnh quay. Bố dám giấu tiền riêng đều bị tịch thu. Về các thiết bị cũ trong nhà, nhưng bố tôi nói đó là đồ cổ và sẽ có giá trị cao trong tương lai. Và đừng vứt những chai rượu rỗng đi. Ít nhất nó có thể chứng minh rằng tôi đã uống 1.000 nhân dân tệ mua tay. Nhưng thật kỳ lạ khi trong nhà lại có nhiều thú cưng hơn. Nhìn chú chuột siêng năng quá. Toàn bộ con mèo của Fatty Blue đang trong tình trạng xấu. Chồng tôi cũng muốn sử dụng công cụ này. Suy cho cùng thì nhà tôi giàu có và có quá nhiều của cải. Nhà chồng hoành tráng quá. Nó có thể được mở trực tiếp như một cửa hàng bách hóa. Mẹ vợ trẻ rất nghị lực. Vứt chúng đi, vứt chúng đi, vứt chúng đi. Không cần TV hoặc đồ nội thất, đến cả xe thể thao cũng phải vứt đi. Nói lời tạm biệt với những điều cũ. Cả Nobita và Nobita đều sững sờ. Vứt bỏ đồ đạc khiến bạn mệt mỏi. Hôm nay mẹ chồng tôi quyết định ném nó vào đây. Đợi mẹ tới phòng Nobita, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vời. Cái gối này có phải là một mảnh rác không? Tất nhiên là không. Đây là mùi tiền. Bố chồng tôi đã về nước, tưởng bị cướp. Bây giờ hãy đến chỗ Nobita và xin nó. Tôi vẫn có thể muốn nó trở lại. Mọi người thường nói không thể để ai đói, nhưng không thể để trẻ em đói. Nhưng khi đã kiếm được một khoản tiền kha khá và đặt nó cùng với một đứa trẻ lười học, lúc nào cũng được số điểm liệt, mẹ sẽ chọn cách nào đây? Nobita đã trở thành một tình nguyện viên, giúp một người nước ngoài chụp ảnh. Anh chàng nước ngoài đột nhiên muốn đi vệ sinh, nhưng Nobita chỉ có thể nói, tôi không biết tiếng Anh. May mắn thay có biển chỉ dẫn ở đó, và anh chàng kia đã không phải xấu hổ. Shizuka cũng không quên cà khịa bên cạnh. Ngày nay không có học vấn mà còn dám đi làm tình nguyện. Nhưng việc học tiếng Anh không phải chỉ trong một sớm một chiều. Nobita tò mò rằng, sao người nước ngoài lại có thể đọc hiểu biển báo của Nhật? Hóa ra những biển báo này được gọi là biểu tượng hình ảnh. Ngay cả người nước ngoài cũng có thể hiểu ngay lập tức. Và loại biển báo này đã được sử dụng từ Thế vận hội Tokyo năm 1964. Chủ đề thông thái như vậy khiến Nobita chỉ muốn trốn tránh. Nhưng TV lại bị bố mẹ chiếm hữu. Chẳng thể nào mong đợi xem phim hoạt hình. Thấy địa vị của Nobita trong nhà thấp kém đến vậy, Doraemon lấy ra sticker hình ảnh, dán biểu tượng TV lên cửa, cho Nobita vào. Cửa sổ bỗng chốc biến thành một chiếc TV. Hóa ra địa điểm có thể thay đổi theo sticker. Còn remote thì ra là một quyển sách trên bàn. Lúc Nobita sử dụng đạo cụ lung tung đã đến, dán sticker suối nước nóng, phòng sẽ biến thành phòng tắm. Nhìn thấy suối nước nóng ngồi toilet, bạn có dám tắm không dám tắm? Doraemon dùng bàn tay tròn của mình để kiểm tra nhiệt độ nước vừa phải, nhưng Nobita lại muốn nhường cơ hội cho vợ. Vừa ra khỏi cửa đã đói, dán sticker đũa và nĩa, nhà sẽ trở thành nhà hàng. Còn người nấu ăn thì cần gì phải hỏi, tất nhiên là mẹ và bố rồi. Nobita cầm menu chỉ muốn gọi một phần của mỗi món, nhưng Doraemon lại rung mình một cái, hình như không thể ăn không ở đây, nghe nói phải trả tiền để ăn cơm nhà mình. Cả hai vội vàng bỏ đi, ra đến đường phố, lại gặp người nước ngoài, nhưng cả hai đều không biết tiếng Anh. Tuy nhiên Doraemon là một người rất thông minh, đến nhà Takeshi, dán biển chỉ dẫn và biến nó thành trung tâm thông tin. Dù không hiểu người nước ngoài nói gì, nhưng chỉ cần vẫy tay múa chân lung tung lại thành công một cách không ngờ. Một loạt thao tác làm Nobita nhìn ngây người. Nobita quyết định tìm một sticker để đối phó với Takeshi. Biểu tượng con thú dữ kia không phải là Takeshi sao? Nhưng cả hai đã chạy trốn trong sợ hãi. Shizuka đang chờ đợi các vận động viên marathon, nhưng lại đến trước Nobita và Takeshi đang chạy trốn. Để đối phó với Takeshi,
cả hai chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Sticker. Bỗng nhiên họ không chạy trốn nữa, quyết định đối mặt với Takeshi. Nhưng Takeshi bỗng nhiên rẽ một góc và không quay trở lại. Đó là nhờ vào Sticker rẽ góc, nhưng Takeshi đã đi một vòng và quay trở lại. Nobita lại dán một Sticker khác. Takeshi bỗng chốc biến thành một vận động viên trượt băng, quay 10.086 độ trên không và hạ cánh hoàn hảo. Nhưng Nobita vẫn bị thương, dán biểu tượng bệnh viện lên nhà Shizuka và được hưởng sự chăm sóc của nữ y tá Shizuka. Shizuka cuối cùng cũng chờ được các vận động viên marathon, nhưng tất cả vận động viên đều rẽ góc. Cô ấy thấy mình chờ đợi là vô ích. Nhìn thấy vận động viên cũng đến nhà Shizuka để chữa trị, cả hai cảm thấy không lành, ra ngoài để xem không lẽ là do sức mạnh của Sticker rẽ góc. Họ đang chuẩn bị xé nó ra, nhưng Takeshi lại đến. Nobita vừa chạy trốn vừa chọn Sticker, và thật trùng hợp, Sticker đích đến đã dính vào Takeshi, và tất cả các vận động viên đều đuổi theo một mình Takeshi. Cả hai ngạc nhiên và nhìn quanh, cũng bị sốc. Shizuka không thấy các vận động viên chuẩn bị rời đi, nhưng vào thời điểm đó, họ đẩy Takeshi đến. Sức khỏe của học sinh tiểu học cũng rất tốt, họ dẫn đầu vào sân vận động. Nhìn thấy Takeshi sắp không chịu nổi, Doraemon quyết đoán bóc Sticker ra. Takeshi bị giẫm nát thành bánh. Cả hai mừng rỡ vì không gây ra họa lớn, nhưng họ dường như quên mất điều gì đó. Cửa nhà họ đã có hàng dài xe cộ, và nhà càng kinh khủng hơn. Với số người này, nhà của Nobita có thể tiến tới cuộc sống khá giả. Mẹ cũng nhì ảnh thấy cơ hội làm giàu, thậm chí ngay cả con trai mình muốn xin miếng ăn cũng phải chờ đợi 2 tiếng. Vậy các bạn có biết tại sao nhà của Nobita lại trở nên như vậy không?